Thưa quý vị, trong những năm qua, nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Trong thành quả này có sự đóng góp quan trọng của Agribank Kon Tum. Từ khi thành lập đến nay, với sứ mệnh đồng hành cùng Tam Nông, Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum luôn đồng hành cùng sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Kon Tum. Các thành viên của tổ hợp tác trồng cây ăn quả tại thôn Kon Peng Tu, xã Poco, huyện Đắc Tô đều là khách hàng lâu năm của Agribank chi nhánh huyện Đắc Tô. Nhờ nguồn vốn vay của Agribank, tổ hợp tác ngày càng mở rộng sản xuất với quy mô lớn và đầu tư công nghệ cao vào sản xuất. Trong 2 năm gần đây, tổ hợp tác phát triển thêm gần 20 hectare. Đến nay, tổ hợp tác có hơn 30 hectare đất trồng cây ăn quả, trong đó có khoảng 5 hectare sầu riêng cho thu hoạch. Nhờ nguồn vốn của Agribank thì giúp chúng tôi nâng cao thu nhập, có thể phát triển thêm rộng. Bây giờ cái nguồn vốn của Agribank thì là cái tổ tổng hợp chúng tôi có thể sản xuất được nhiều hơn. Mà sắp tới này thì tổ hợp tác anh em có thể làm thêm và vay đồng vốn từ khi có đồng vốn Agribank tới giờ thì giúp cho cái tổ hợp tác chúng tôi nó có điều kiện hơn và làm giàu lên được nhanh hơn. Hiện nay anh Nguyễn Xuân Hoàng ở thôn 4 xã Dân Bình huyện Đắc Tô sở hữu 5 hectare cà phê trong giai đoạn thu hoạch. Có được tài sản có giá trị này là nhờ anh sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ Agribank. Mình vay thì cũng rất là lâu rồi, tầm chắc 10 năm. Thì vay vốn thì rất là thuận lợi, thì cái việc vay vốn cũng không có khó khăn gì. Còn quá trình vay thì mình đầu tư vừa là chăm sóc cà phê, vừa là mua đất, mở rộng thêm cái diện tích. Nói chung là có được cái nguồn vốn vay thì nó thuận lợi hơn cho mình trong cái việc đầu tư chăm sóc, rồi nó ổn định được cái công việc làm. Từ khi thành lập đến nay, Agribank chi nhánh Kon Tum luôn bám sát các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, các chủ trương định hướng, nghị quyết, đề án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để đưa ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao và luôn giữ vững vai trò chủ lực, chủ đạo trên mặt trận nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Agribank chi nhánh tỉnh không chỉ đáp ứng nguồn vốn đầu tư mà còn cùng tháo gỡ khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất. Trong những năm qua, bám sát chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương, Agribank các huyện tạo điều kiện cho người dân doanh nghiệp tiếp cận vốn vay để đầu tư phát triển các loại cây trồng chủ lực, cây trồng có giá trị kinh tế cao như cây mắc ca, cây ăn quả, cây dược liệu. Trong thời gian vừa qua, thì Agribank chi nhánh huyện Đắc Tô cũng trên cái bám sát cái mục tiêu, cái chương trình của địa phương, cũng để xây dựng cái kế hoạch kinh doanh. Và qua đó là cũng đáp ứng đầy đủ cái nguồn vốn cho người dân trên địa bàn để phát triển kinh tế xã hội của người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện Đắc Tô trong thời gian qua. Cụ thể là trong thời gian qua thì cái như địa bàn trên địa bàn là cái như các hộ dân đã chuyển dịch được các cái loại cây trồng vật nuôi có cái giá trị cao hơn. Agribank chi nhánh Kon Tum là đơn vị dẫn đầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh về thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi đối với cho vay nông nghiệp, nông thôn và là ngân hàng triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Các đơn vị trực thuộc Agribank chi nhánh tỉnh thực hiện tốt hoạt động tiếp vốn cho nông dân, doanh nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Qua đó, đóng góp tích cực vào sự phát triển nông nghiệp của tỉnh theo hướng bền vững và hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh cho vay các ngành hàng chủ lực gắn với các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương, những sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu biểu, chất lượng cao, sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Đắc Tô nói riêng, nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Thì trong thời gian vừa qua, ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn trên địa bàn huyện Đắc Tô đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các khoản vay tín dụng từ ngân hàng để mở rộng sản xuất và đầu tư các tiến bộ học kỹ thuật vào trong sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, giá trị cây trồng, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện cũng như thực hiện chính sách Tam Nông trên địa bàn huyện trong thời gian vừa qua.
trên cơ sở bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của đơn vị. Hàng năm, Agribank chi nhánh tỉnh xây dựng kế hoạch và đề ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện cho vay nông nghiệp nông thôn. Hiện nay, Agribank đang triển khai các chương trình ưu đãi lãi suất đối với khách hàng đầu tư sản xuất kinh doanh các sản phẩm OCOP, góp phần thực hiện chính sách của chính phủ về phát triển nông nghiệp nông thôn. Đến thời điểm hiện tại, dư nợ tại Agribank chi nhánh tỉnh đạt hơn 18,3 ngàn tỷ đồng, trong đó trên 80% tổng dư nợ cho vay tập trung chủ yếu tại khu vực nông nghiệp nông thôn và hệ thống giao dịch của Agribank phủ kín 100% xã phường thị trấn tại các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh. Đến cuối năm 2023, tỉnh có 48 trên 85 xã đạt chuẩn tất cả 19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có 42 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đóng góp vào thành công này có sự góp sức tích cực của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh với vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp nông thôn. Song song với nhiệm vụ kinh doanh phục vụ tốt cho tín dụng nông nghiệp nông thôn, Agribank Kon Tum còn chú trọng thực hiện nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội ở địa phương. Hàng năm, Agribank Kon Tum luôn dành sự quan tâm cho các hoạt động xã hội trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xây nhà tình nghĩa. Gia đình chị Yvert là một trong những hộ nghèo ở xã Diên Bình, huyện Đắc Tô, được Agribank Kon Tum hỗ trợ xây nhà ở vào năm 2023. Có nhà ở kiên cố, ổn định, vợ chồng chị yên tâm làm ăn, quyết tâm phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. Gia đình em cũng thuộc hộ nghèo, được lựa chọn để cho ngân hàng Agribank giúp đỡ, hỗ trợ xây một căn nhà kiên cố. Đến thời điểm này cũng gia đình em dọn vào cố định cũng gần một năm, có nhà ở ổn định, chăm lo lao động sản xuất, và vợ chồng em đã tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Là hộ nghèo neo đơn năm 2023, bà Ipik được Agribank Kon Tum hỗ trợ xây nhà ở. Có được ngôi nhà xây kiên cố, bà không còn lo lắng mỗi khi mưa to, gió lớn. Trước là nhà bà rất là dột nát ạ. Trong nhà như là lúc mà mưa ấy cô, như là tất cả nhà đều ẩm ướt hết, không có chỗ để ở nữa. Ngoài chỗ nằm thôi, chỉ có ngoài chỗ nằm, còn tất cả trong nhà đều đựng mấy cái thau cả. Dạ. Bây giờ con không biết nói sao nữa. Cũng cảm ơn Agribank đã tài trợ cho bà có một căn nhà trong năm 2023, Agribank Kon Tum tài trợ trên 2 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng trên địa bàn tỉnh, trong đó tài trợ 1 tỷ đồng cho chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum, tài trợ 700 triệu đồng để xây 14 căn nhà tình nghĩa và hơn 400 triệu đồng cho giáo dục, mái ấm nông dân, bếp ăn từ thiện, trẻ em và người khuyết tật, mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo. Ngày 6 tháng 3 năm 2024, Agribank tài trợ 6 tỷ đồng để xây dựng 100 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo thuộc hai xã Mường Hong và Ngọc Linh, huyện Đắc Lây. Các hoạt động cộng đồng của Agribank Kon Tum thực hiện góp phần tích cực trong công tác an sinh xã hội ở địa phương. Điển hình như tại xã Diên Bình, thông qua nguồn kinh phí hỗ trợ của Agribank Kon Tum, địa phương xóa được nhiều nhà ở tạm bợ, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Thay mặt chính quyền địa phương, cũng cảm ơn tài trợ của Agribank đã đầu tư hỗ trợ cho một số hộ trên địa bàn, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số chưa có điều kiện làm nhà, còn nhà tạm. Việc hỗ trợ này cũng rất là quan trọng đối với địa phương về việc xóa nhà tạm theo cái chủ trương. Bà con được đầu tư thì rất là phấn khởi vì có nhà để an cư và để yên tâm phát triển kinh tế, và một số hộ cũng đã thoát nghèo. Agribank Kon Tum đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng tại khu vực nông thôn. Hiện đơn vị tiếp tục tập trung ưu tiên nguồn vốn đầy đủ và kịp thời cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn,
bám sát các chương trình định hướng đầu tư của địa phương để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vốn vay thuận lợi hơn, góp phần tích cực vào chuyển dịch cây trồng vật nuôi. Từ đó tăng thu nhập, phát triển kinh tế hộ, tạo việc làm cho lao động tại địa phương, góp phần cùng chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.